Hai xin chào tất cả mọi người nha. Sáng ngày hôm nay Hai có mặt trong một con suối mọi người. Suối mùa này là mùa khô á, chỗ nào nước cũng cạn hết mọi người. Hôm nay Hai sẽ làm một thử thách 48 giờ sinh tồn và săn tìm những con cá còn mắc cạn bên dòng suối trong rừng già này nha mọi người. Thường thì nước rút á, dòng nước không còn chảy nữa, những con cá nó sẽ ở một cái vũng nước á, và cái vùng nước bắt đầu cạn dần đó, những con cá sẽ mắc kẹt trong những cái vùng nước đó. Nếu mà mình may mắn bắt gặp mình có thể bắt cá mà thỏa thích luôn mọi người. Bây giờ Hai xin mời mọi người đi cùng Hai nha. Đây rồi, có bắt gặp một con. Đây là con cá trạch nè mọi người, cá trạch mắc cạn này. Đây này, xuống không đây. Đây rồi mọi người, cá trạch này. Thường thì nước cạn hết mọi người. Đây được một con cá trạch. Hai sẽ ngược dòng lên trên này nha. Con suối này rất là dài luôn. Hy vọng là hôm nay chúng lớn nha mọi người. Ui là trời. Đây rồi mọi người. Đây rồi. Rồi đây rồi. Ôi trời. Thỏa thích. Cá mắc cạn này. Ui. To chưa? Ôi trời ơi, cá trạch nè. Nè mọi người. Trời ơi. Tuyệt vời chưa? Cá mắc cạn này. Ôi trời. Cá trạch này. Cá trạch này. Ôi trời ơi, đã cho mọi người. Cái này mà cứ bắt thoải mái cho mọi người. Ui, đã chưa? Cá trạch này. To chưa? To ghê này mọi người. Ui có cá trắng nữa này. Cá trắng này, cái này là mấy con cá chốt này. Ui quá tuyệt vời luôn. Con này đừng chạy này. Trời. Quá đã luôn. Cá mắc cạn này. Thường thì nước không chảy, nước không còn chỗ nào mà đi á. Những con cá sẽ mắc cạn ở đây nè mọi người. Ôi, quá đà luôn này. Con ghê đỉnh chảy này. Rồi. Như vậy là cho đây. Tiếp tục, hình như Hai thấy có một chỗ nữa này. Gì đây? Cái gì đây? À, đây là con cá nó mà đâm rất là đau nha mọi người. Đây gọi là con cá chốt. Ui đây nè mọi người ơi. Ui, ui. Cái gì đây? Lại cá trạch nữa nè. Đây này. Lại là mấy con cá trạch nữa. Đây này. Rồi, cái này mà bắt thỏa thích luôn mọi người. Đây này. Ui, ui. Đây rồi. Đây một hố nữa này mọi người. Ui, cá quá trời luôn. Vô mánh rồi. Rồi. Hôm nay vô mánh rồi mọi người ơi. Rồi, cá trạch rồi mọi người. Cá mắc cạn này. Bây giờ những con cá này là không còn chỗ nào
nước không còn chảy nữa, chỉ còn có miếng nước đây, là sẽ không còn chỗ nào mà để đi nữa nha. Nếu mà mình không đi bắt gặp á, thì những con cá này cũng sẽ không có sống được nha. Ui nè, dài dài trên này chắc còn rất là nhiều luôn, vô mánh rồi mọi người, quá đã luôn. Có cá trắng này, cá trạch này. Rồi bây giờ hai sẽ hốt. Bây giờ hai sẽ bắt từng con một nha. Yêu quá đã luôn này, trơn quá mọi người. Đây một con tuyệt vời. Này mà cầm mà không chắc là nó quay lại nó đâm mình đau lắm mọi người. Này rồi bắt mấy con cá này trước này. Ôi cá mắc cạn nè mọi người. Quá đã luôn. Ui quá trời luôn này. Ui dồi. Ui quá trời luôn. Ui trời. Quá trời luôn. Cán này đâm rất là đau luôn này. Ui cái này hai sẽ hốt thôi nha. Ui cá mắc cạn này, quá trời cá luôn. Giờ hai sẽ lên trên này tìm bắt tiếp nha mọi người. Đây này, đây có một con này, hai con luôn đây mọi người, hai con. Còn đây nữa. Cá trơn lắm mọi người. Đây. Được hai con nữa. Đây có một cái vùng nước nữa. Ôi đây nè mọi người. Mình trang rất là giỏi này. Chuyên vất. Chuyên lắm luôn mọi người. Nè. Chuyên vất. Chuyển qua. Rồi, cuối cùng cũng đã tóm được chúng rồi. Ok, chuyển qua. Này. Đây, coi còn con nào không. Ui. Đôm, tép này. Có tép luôn mọi người. Chìm quá. Chìm quá mọi người. Này. Quá đã.
cá trắng, có cá trắng này, đó. Đó. Cá trắng này, rồi mình đi tìm cá chạch thôi nha, đây có không, đây có không. Ui cá chạch này, cá chạch, có cả cá chốt nữa này. Cá này mà mình bắt không cẩn thận là nó sẽ kẹp nha. Đây rồi, đây là mình, đây, đó, từ từ kéo ra này. Đây rồi, chạy đâu cho thoát. Ui, cá mắc cạn rồi mọi người. Chui vô đây, định chui vô à, định chui vô à, cho lên bờ lên này, cho lên bờ thì tóm luôn này. Đây là một ổ cá chạch luôn này, hình như là còn ra luôn, thử xem, tảng đá này rất là to. Đỏ quá mọi người. Bây giờ mình lo mình bắt con này. Đâu đâu rồi đấy, đâu rồi, đây rồi, cá rất là nhiều luôn này, mình sẽ đi tìm cái vùng trên này nữa nha, đây hình như là có này, đâu rồi, tôi ra đây, có cái hang này. Đây rồi, sâu quá. Bây giờ hai tiếp tục đi trên này nha. Ui khô quá, cá mắc cạn chết luôn này, con này mới chết này mọi người. Ui trời, đây này, cá mắc cạn này, nước nóng quá mọi người. Con này cũng cả mấy con này cũng đi luôn rồi. Ôi to ghê luôn này, quá to luôn, trời ơi, dài ghê luôn, thôi lượm luôn mọi người. Mới thấy không? Có không? Ui. Đẹp. Đây rồi, ôi. Rồi một con này. Rồi chúng ô cá chạch. Đây rồi. Ui. Đâu rồi? Chạy còn lắm luôn này. Đấy, cho lên luôn, cho lên bờ luôn, cho lên bờ luôn, rất là to luôn, to gần bằng con này luôn mọi người.
quá to luôn, vô mánh rồi mọi người ơi. Đây vô mánh, hai tạm thời bỏ đây đấy, còn tiếp bắt tiếp nữa mọi người. Ui cá rất là nhiều luôn, cá chạch siêu to luôn. Đâu rồi? Ui cá gì đây? Ui cá chạch, cá chạch, cá chạch. Ui cá chạch. Ui cá chạch, cá chạch. Đây này. Có một tay ấy, vừa bắt vừa quay, cầm máy quay rất là khó nha. Ui mọi người, cá chạy không à? Ui có cá lóc này. Vô mánh rồi. Cho chỗ cả. Đâu, cá chạy đâu rồi? Nguyên bầy cá chạch trốn đi đâu rồi? Bây giờ trời rất là nắng luôn mọi người. Cá trắng này. Tiếp tục lên trên này bắt nhé. Ôi trời. Rồi đây có một cái hố nước này. Vô mánh rồi mọi người. Đâu rồi? Nước trong là hai xe bát nha. Giờ nước hơi đục nhìn hơi khó thấy nha mọi người. Đây rồi, cá chạch đây rồi. Cá chạch đây rồi. Đâu rồi? Đây. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Lên luôn. Lên trên luôn. Rồi. Cuối cùng cũng tóm được. Đây, đây. Hôm nay vô mánh rồi mọi người. Đây nè, cá chạch cá chốt nè. À,
Đấy, hôm nay chúng ngay cái ổ cá trạch lấu này. Đây. Nguyên một ổ luôn này. Ổ cá trạch lấu mắc cạn này. Quá đà luôn. Có cả mấy con cá chốt này. Đã chưa? Hai bát cũng chưa hết nữa nha. Này. Mấy cái bụng này còn cá này. Hai cũng chưa bắt hết nữa nha. Quá trời cá luôn. Cá này. Có mấy con cá này là cá chốt á, cá này đâm rất là đau nha. Đây. Cũng còn khá là nhiều luôn. Mà hai chị lựa bắt mấy con cá trạch thôi nha. Ui đây nè. Đây nè. Môi môi lại thấy được con mắc cạn nè mọi người. Cá trạch lấu mắc cạn này. Ui trời. Có quá. Đấy. Ôi con này. Ui, leo lên cả trên bờ luôn nè. Cá leo lên cả trên bờ luôn. Cá trạch này. Đây. Siêu to luôn này. Giờ hai sẽ sỏ nha. Siêu to luôn. Đây này. Quá đà luôn. Hốt ngay chúng mấy đây nè mọi người, quá đã luôn. Cá trạch rất là to luôn nha. Cá trạch lấu này, đây là cá trạch rừng già nha. Ui, đã chưa? Này mọi người. Này. Có một số con cá trạch nhỏ nữa mọi người. Chạy nhỏ này. Đây. Đã chưa? Cá chạy rừng già này mọi người. Đây. Quá đã luôn. Đây nha. Cá trạch rừng già nha. Cá trạch mắc cạn. Đây nè. Đây. Quá đã luôn nè. Cá trạch mắc cạn này. Còn quá trời cá luôn này. Cá mắc cạn trong rừng già này.
Đây là cá chạch này, cá chạch mắc cạn này.